Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất trên kênh YouTube Báo Sức Khỏe và Đời Sống. Thưa quý vị, những ngày vừa qua, vụ phụ huynh cho con em của mình nghỉ học vì phản đối việc sáp nhập trường ở Thanh Hóa đã gây xôn xao dư luận. Sau khi xảy ra vụ việc này, Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn tỉnh Thanh Hóa có công văn về việc tạm dừng sáp nhập. Chi tiết sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị ngay sau đây. Ngày 1 tháng 4, tin từ Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn tỉnh Thanh Hóa Đơn vị đã có công văn về việc tạm dừng sáp nhập trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc và trường tiểu học Lê Văn Tám ở thị trấn Triệu Sơn. Trước đó, chiều ngày 27 tháng 3, hàng trăm phụ huynh trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc đã đồng loạt cho con nghỉ học để phản đối chủ trương sáp nhập với trường tiểu học Lê Văn Tám. Mặc dù địa phương đã tích cực tuyên truyền giải thích, đối thoại về chủ trương, quy trình các bước sáp nhập trường, nhưng đa số phụ huynh và người dân vẫn chưa đồng thuận trước tình hình trên để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn đảm bảo việc đến lớp của học sinh trường tiểu học nguyễn bá ngọc ủy ban nhân dân huyện triệu sơn đề xuất ban thường vụ huyện ủy trước mắt xem xét tạm dừng việc sắp nhập hai trường nói trên ủy ban nhân dân thị trấn chỉ đạo các đơn vị liên quan chưa thực hiện việc lập đề án phương án sắp nhập trường tiểu học trên địa bàn không thực hiện sắp nhập trường khi chưa lấy ý kiến của cán bộ giáo viên phụ huynh học sinh và nhân dân Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc vẫn giữ nguyên vị trí tổ chức dạy và học bình thường. Ủy ban nhân dân thị trấn Triệu Sơn chưa thực hiện việc lập đề án phương án sắp nhập trường tiểu học trên địa bàn, không thực hiện sắp nhập trường khi chưa lấy ý kiến của cán bộ, giáo viên, phụ huynh học sinh và nhân dân. Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc vẫn giữ nguyên vị trí tổ chức dạy và học bình thường ubnd thị trấn yêu cầu trường tiểu học nguyễn bá ngọc tiếp tục tuyên truyền vận động học sinh không tự ý nghỉ học làm ảnh hưởng đến học tập nhà trường phải tuyên truyền cho phụ huynh tiếp tục cho học sinh đến trường nếu các phụ huynh vẫn cố ý không cho các con đi học là vi phạm quyền học tập của các cháu các giáo viên nắm chắc tình hình số lượng học sinh đến lớp quản lý và tổ chức dạy học bình thường hàng ngày giáo viên tổng hợp danh sách học sinh tự ý nghỉ học không lý do báo cáo lãnh đạo nhà trường để báo cáo ủy ban nhân dân thị trấn ủy ban nhân dân thị trấn đề nghị ban đại diện hội cha mẹ học sinh phối hợp với nhà trường tuyên truyền đến tất cả các bậc phụ huynh học sinh hiểu rõ về nội dung chưa thực hiện việc sắp nhập trường tuyên truyền vận động để học sinh đi học bình thường Ban chỉ huy các tổ dân phố tuyên truyền vận động nhân dân về chủ trương tạm dừng việc sắp nhập để phụ huynh học sinh đưa con em đến trường, không làm ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh. Sau khi có văn bản về việc tạm dừng sắp nhập trường, ngày 1 tháng 4, ông Phạm Trọng Dũng, hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, sáng cùng ngày, 452 trên 457 học sinh đã đi học trở lại. Ông Dũng cho biết, còn 5 em chưa đến trường do gia đình có việc bận và bị ốm nên có đơn xin nghỉ học. Trước đó, ngày 28 tháng 3, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Triệu Sơn Thanh Hóa, Phòng Giáo dục và Đào tạo, chính quyền địa phương đã đối thoại với người dân có con đang học tại trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc sau khi phụ huynh phản đối sắp nhập trường. Tại buổi đối thoại, ông Phạm Văn Thường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Triệu Sơn cho biết việc sắp nhập trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc với trường tiểu học Lê Văn Tám mới xin chủ trường để lập đề án chứ chưa có đề án. Trên địa bàn thị trấn Triệu Sơn có 3 trường tiểu học, nhưng chỉ có một trường trung học cơ sở, nên nhu cầu mở rộng trường trung học cơ sở đang rất cần thiết. Chính quyền địa phương căn cứ vào các quy định hiện hành của nhà trường để xin chủ trương sắp nhập hai trường tiểu học nêu trên, để dành khuôn viên nhà đất hiện trạng của trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc cho trường trung học cơ sở Tô Vĩnh Diện. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh có con đang học ở trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc cho rằng ngôi trường này đã và đang ổn định. Bây giờ chuyển học sinh của trường sang tiểu học Lê Văn Tám sẽ ảnh hưởng đến tâm lý học sinh. Bên cạnh đó, nếu sắp nhập trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc về trường tiểu học Lê Văn Tám, cách nhà khoảng 2 km, thì học sinh lớp 1, 2, 3 chưa thể tự đi xe đạp được nên gây khó khăn cho phụ huynh khi đưa đón con vì nhiều phụ huynh đi làm công nhân cả ngày trong nhà máy. Tại buổi đối thoại, nhiều phụ huynh đề nghị lãnh đạo địa phương có cách làm hợp lòng dân. Cái gì tốt thì nên làm cho dân, cái gì chưa tốt nên tránh. Phụ huynh cũng đề nghị cấp trên giữ lại trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc để học sinh đi học thuận tiện như từ trước đến nay tiếp thu ý kiến của phụ huynh ông lê quang trung phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện triệu sơn cho biết phương án sắp nhập trường tiểu học nguyễn bá ngọc với trường tiểu học lê văn tám không phải chuyển toàn bộ học sinh về trường lê văn tám sau khi thống nhất được kế hoạch sắp nhập ủy ban nhân dân sẽ tính toán làm sao cho thuận lợi nhất cho dân và học sinh nếu học sinh nhà ở gần trường tiểu học lê văn tám thì đăng ký học tại đó theo ông trung hiện nay mới xin chủ trường chưa thực hiện đề án sắp nhập trường nhưng nhiều phụ huynh đã căng băng rôn khẩu hiệu tập trung đông người gây mất trật tự công cộng ông lê quang trung cho biết thêm phụ huynh không cho con đến trường sẽ ảnh hưởng đến việc học của học sinh vậy nên lãnh đạo huyện đề nghị người dân cho con đến trường học bình thường để đảm bảo quyền được học tập của con em mình Ông Phạm Trọng Dũng, hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc cho biết, mọi hoạt động giảng dạy chuyên môn của nhà trường vẫn diễn ra bình thường nên phụ huynh sớm đưa con em trở lại trường. Tuy nhiên, ngày 28 tháng 3 chỉ có 139 trên 457 học sinh trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc đến trường. Trưa ngày 29 tháng 3, ông Phạm Trọng Dũng, hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, sáng cùng ngày chỉ có 52 học sinh đến trường. Tổng số học sinh của trường là 457 em, số còn lại vẫn nghỉ học. Theo ông Dũng, dù nhà trường và chính quyền địa phương đã giải thích rất rõ ràng cho phụ huynh hiểu rõ về chủ trương sắp nhập trường, tuy nhiên do chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng từ cơ quan chức năng nên đa phần phụ huynh vẫn chưa đồng tình và không cho các cháu tới trường học. Trong ngày 29 tháng 3, trường phòng giáo dục và đào tạo huyện Triệu Sơn, Nguyễn Văn Cận cho biết, huyện mới làm văn bản gửi sở giáo dục và đào tạo để xin chủ trương về việc sắp nhập trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc về trường tiểu học Lê Văn Tám. Sau khi sở cho chủ trương thì huyện sẽ triển khai các bước tiếp theo, trong đó sẽ phải lấy ý kiến của người dân và các bậc phụ huynh theo đúng quy định hiện hành. Hiện nay, huyện vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Theo ông Phạm Văn Thường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Triệu Sơn, Chủ trương sắp nhập trường là cần thiết trong điều kiện trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc diện tích nhỏ, cơ sở vật chất không đảm bảo, trong khi trường tiểu học Lê Văn Tám hiện nay được tiếp nhận cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở Minh Dân cũ, có diện tích và cơ sở vật chất đảm bảo việc dạy học cho 20 lớp. Bên cạnh đó, tháng 12 năm 2023, trường tiểu học Kim Đồng được chuyển địa điểm mới, có quy mô khoảng 30 lớp, được công nhận chuẩn quốc gia mức độ 2, có thể tiếp nhận học sinh trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc. Quãng đường di chuyển của học sinh tới các trường trong bán kính không quá 2 km. Trước đó, ngày 21 tháng 2 năm 2024, Ban thường vụ huyện ủy Triệu Sơn họp cho ý kiến về việc đồng ý chủ trương sắp nhập trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc và trường tiểu học Lê Văn Tám thành một để bàn giao nhà, đất hiện trạng của trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc cho trường trung học cơ sở Tô Vĩnh Diện để từng bước đầu tư nâng cấp, mở rộng phù hợp với khả năng nguồn vốn của địa phương. Sau khi biết tin huyện Triệu Sơn có chủ trương sắp nhập trường, chiều ngày 27 tháng 3, nhiều phụ huynh đã cho con em nghỉ học và tập trung đến cổng trường để phản đối việc sắp nhập trường. Các phụ huynh đã tập trung căng băng rôn để phản đối việc sắp nhập trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc về trường tiểu học Lê Văn Tám vì cho rằng sắp nhập là không hợp lý, ảnh hưởng đến việc học của học sinh cũng như ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình. Đa số phụ huynh kiến nghị huyện Triệu Sơn cần tính toán việc sắp nhập, sắp xếp các trường trên địa bàn cho phù hợp để học sinh không phải đi học xa. Tại các buổi đối thoại, chính quyền địa phương mong muốn các phụ huynh tiếp tục cho con em mình tới lớp học, đồng thời không tụ tập đông người ở trước cổng trường gây mất an ninh trật tự. Thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. thank you